Đại hội thể thao Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 là sự kiện thể thao quan trọng của thành phố mang tên Bác. Đại hội diễn ra theo chu kỳ 4 năm một lần, nên các đơn vị quận huyện rất quyết tâm đạt thành tích cao. Tham dự giải bia snooker có 154 cơ thủ đến từ 12 đơn vị quận huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Các tay cờ tranh tài ở 11 bộ huy chương cá nhân và đôi gồm bia carom 1 băng, bia carom 3 băng. Trong đó, hai nội dung nữ gồm pool 9 bi và pool 10 bi. Giải đại hội diễn ra thành phố là 4 năm có một lần. Và chị chơi cũng nhiều năm rồi. Và đây là lần đầu tiên mà chị gặp các bạn, nên là chị cảm thấy rất là vinh dự. Trước khi đến với đại hội là chị vẫn tập luyện thường xuyên theo như cái lịch tập luyện của mình. Thì chị cố gắng là duy trì tập luyện, tại vì chị biết sắp tới có những cái giải quan trọng, giải đại hội thành phố với giải toàn quốc, cho nên là chị muốn là dành thật nhiều thời gian. Và chị lên tập đều đặn mỗi ngày, trung bình là khoảng từ 4 đến 5 tiếng mỗi ngày. Kỳ đại hội này, bộ môn hạn chế các tay cơ trong đội tuyển tham dự các nội dung nam để những tay cơ phong trào có cơ hội cạnh tranh huy chương. Qua đó, phong trào bia snooker sẽ có điều kiện phát triển tốt hơn. Riêng nội dung nữ, bộ môn vẫn cho các cơ thủ đội tuyển tranh tài để giúp họ thi đấu nhiều hơn, nâng cao năng lực và bản lĩnh. Đối với lại các cái nội dung mà ở không có đội tuyển tham dự thì các vận động viên đều có trình độ chuyên môn ngang ngang nhau, và sự nỗ lực cũng như là sự cố gắng của các vận động viên thì cũng được cái thành tích xứng đáng theo đánh giá về mặt chuyên môn của tất cả các huấn luyện viên. Các nội dung là như vậy. Thì đối với các nội dung như đang phát triển mạnh ở thành phố, như các nội dung về carom và nội dung bull, thì nó cũng đánh giá là tất cả các quận huyện đều có sự đầu tư cho vận động viên phát triển, và nó có một mức độ đồng đều, và không có, mình chỉ còn hạn chế ở một số nội dung như là elite, snook và bull nữ, vì nó hạn chế số lượng vận động viên tham gia tập luyện còn ít, chưa thể có một cái phong trào lớn mạnh được. Và điều đó là một trong những điều mà bộ môn và liên đoàn cần tập trung cho những thời gian sau này. Bên cạnh đó, những nhà chuyên môn sẽ phát hiện thêm những nhân tố mới để đào tạo, nâng cao, bổ sung vào thành phần đội tuyển thực hiện những nhiệm vụ thi đấu giải cấp quốc gia. Sau 6 ngày tranh tài, hạng nhất toàn đoàn thuộc về chủ nhà quận 1 với 4 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Hạng nhì thuộc về quận 10, hạng 3 chung cuộc thuộc về quận Tân Phú.